Bỏ ngay 5 suy nghĩ này nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi không đủ tốt. Bạn có thể không đủ giỏi cho một công việc như bạn kỳ vọng, hay không phải người phù hợp với người mà bạn yêu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn không xứng đáng để hạnh phúc. Mọi người cuối cùng rồi cũng sẽ rời bỏ tôi. Bạn bắt đầu xây dựng những bức tường để bảo vệ trái tim mình, để rồi đôi khi bạn lại chính là người phá hoại các mối quan hệ của bản thân mình. Tôi phải đấu tranh để đạt được những gì tôi muốn. Niềm tin làm chúng ta cảm thấy tội lỗi nếu bản thân sống một cuộc sống ít bận rộn hay ít căng thẳng hơn những người đồng trang lứa. Tôi không thể từ bỏ. Sẽ không sao đâu nếu bạn từ bỏ một công việc khiến bạn khổ sở hay một mối quan hệ khiến bạn tổn thương. Và tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, đôi khi ở lại còn độc hại hơn là từ bỏ. Tôi phải người lớn hơn. Trở thành một người lớn, một người chín chắn và trưởng thành là cách mà hầu hết chúng ta được dạy. Nhưng đừng quên quan tâm đến cảm xúc của chính mình, hãy cứ hồn nhiên và bình tĩnh sống.